Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Người chơi hung mãnh của tác giả Hắc Đăng Hạ Hỏa. Tập 15. Chương 141, không sao. Nhưng trong viễn tưởng có tốt đẹp bao nhiêu thì sự thật nó tàn khốc bấy nhiêu. Hoan Nhạc là một người phụ nữ thất nghiệp nhưng lại có thể nuôi sống bản thân, hơn nữa còn có tiền chữa bệnh cho mẹ đang ốm liệt giường. Đáp án không cần nói cũng biết. Ca ca nhìn chằm chằm vào Hoan Nhạc, ánh mắt đỏ lên, Hoan Nhạc như nhận ra được điều gì đó, cơ thể hơi run run. Cô khó khăn nói, đừng làm ở phòng ngủ. Ca ca cười nhếch mép, găm mã tấu vào bên hông, kéo Hoan Nhạc ra ban công. Lúc này, đám thiếu niên kia vẫn còn dẫm đạp vào người đặc vụ, không nghe thấy tiếng kêu thảm thiết phía sau, bọn hắn cầm mã tấu lên với tâm trạng phấn khích, chuẩn bị chặt đầu người đặc vụ. Bùm! Tiếng súng vang lên, những phát súng ngắn và dứt khoát vang lên từ khung cửa. Tại đó có một nòng súng đen xì được đặt thẳng. Tên thiếu niên cầm mã tấu đang định bổ xuống thì bị bắn vào đầu, cơ thể co giật, ngã lăn xuống đất. Không chờ đám thanh niên này hiểu được lý do có người chết trước mặt thì một tiếng súng vang lên. Người thứ hai một phát ngã xuống đất, giống như người bị bắn vào đầu, máu thịt tràn ra. Vệt đỏ trắng của đồng bọn bắn tung tóe vào mặt, đang định kêu lên thảm thiết thì đã bị một viên đạn không biết ở đâu bay tới trúng vào mũi, cả khuôn mặt đều bị lõm xuống. Bùm, bùm, chíu, chíu. Một viên đạn, một tiếng súng nổ, một mạng người. Đám thiếu niên trong phòng khách sợ hãi nhận thua. Bọn chúng hoặc là trốn dưới ghế sofa, hoặc là đứng dậy chạy vào trong phòng ngủ. Nhưng chiếc họng súng đứng bên khung cửa, như thể nó có mắt, theo dõi chuyển động cơ thể của chúng và chuyển đầu đạn cho chúng một cách chắc chắn và êm ái. Cuối cùng thì tiếng súng cũng ngừng, xác chết nằm ngổn ngang ở phòng khách, lúc này chỉ chưa đầy 3 giây sau phát súng đầu tiên. Ngoài ban công, Kaka vẫn còn đang tháo thắt lưng, kéo Hoan Nhạc ngồi xổm xuống đất. Ở phía trước cửa sổ kính từ trần tới sàn của ban công, vừa hay để một đống thùng giấy với một số đồ lặt vặt bên trong. Bộp, bộp, bộp. Tiếng bước chân từ giày quân nhân dẫm lên vũng máu phát ra từ trong phòng khách, Lý Ngang ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc, tự lẩm bẩm, còn thiếu một tên. Còn thiếu một tên, ngoài ban công, bỗng nhiên cơ thể Kaka run lên, hắn móc súng lục ra, áp vào thùng giấy chuẩn bị bắn. Nhưng trong phòng khách không một bóng người, Kaka theo phản xạ ngẩng đầu lên nhìn, không biết từ lúc nào Lý Ngang đã đứng ở ngay mép ban công. Đầu súng chĩa vào đầu của Kaka, thoáng cái Kaka đã nhớ lại rất nhiều chuyện. Người cha dùng bỏ vợ con không biết lang thang trốn nào, mẹ hắn vì muốn kiếm tiền nuôi gia đình nên đi giặt quần áo cho người ta, kết quả là vì làm quá sức mà sinh bệnh rồi chết đi. Hắn cùng với thằng em cả ngày bám theo mông hắn, được một nhóm gọi là băng nhóm đại ca cho mình một mẩu giấy màu đã kéo bản thân hắn xuống vực sâu thăm thẳm. Những người kia, những chuyện kia, nếu như ngày đó hắn không nhận lấy mẩu giấy màu mà băng nhóm đại ca đưa cho, hắn sẽ không thành kẻ nghiện, cũng sẽ không thất học, không sống ở cái chỗ chết tiệt này mà sẽ có một tương lai tươi sáng với em trai. Nếu như cho hắn thêm một cơ hội nữa, chắc chắn sẽ chăm chỉ học tập theo lời dặn dò của mẹ trước khi chết, dẫn theo em trai lên thành phố tìm một công việc tốt. À, xem chút nữa là quên, em trai của hắn cũng đã chết, là kẻ vừa rồi cầm dao ở trong phòng khách. Đùng. Tiếng súng lục giảm thanh vang lên, trên trán Kaka xuất hiện một lỗ máu, trên khuôn mặt thiếu niên ấy vẫn giữ một nụ cười thỏa mãn. Lại một cái xác ngã xuống đất, Lý Ngang không thèm nhìn, Hoan Nhạc ngồi chồm hổm dưới đất, khuôn mặt dính đầy máu, vì quá hoảng sợ mà không nói nên lời, cô không sao chứ. Vâng, tôi không sao. Hoan Nhạc nói lắp bắp. Vậy tốt. Lý Ngang gật đầu nhẹ, quay lại phòng khách, kéo người đặc vụ mặt mũi sưng húp ra từ trong đống xác chết, đặt ở trên ghế salon ở phòng khách, giúp hắn băng bó lại miệng vết thương. Giúp tôi chăm sóc anh ta. Lý Ngang thuận miệng dặn dò, đợi tới khi nào không còn nghe thấy tiếng súng nữa, cô hãy đưa anh ta tới bệnh viện, được không? À, được. Hoan Nhạc gật đầu theo bản năng, nhìn Lý Ngang gỡ lựu đạn, bom giật, kẹp súng trường và các thiết bị khác ra khỏi người của những cái xác kia một cách thuần thục, rồi đẩy cửa rời đi. Lầu 2, lầu 3, lầu 4. Lý Ngang rất nhanh đã quét sạch từng tầng lầu, chân đạp lên vũng máu giàn ruộng,
bước qua những cánh tay bị đứt lìa, bước chân về phía hành lang của tầng 5. Phía sau hắn là thành viên của tiểu đội đặc chủng tác chiến, trong đó đa số đều là người bị thương, dìu dắt lẫn nhau, cầm theo súng ống, theo sát bước chân của Lý Ngang. Các thành viên của nhóm SWAT thật sự là đang ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan. Ở bên ngoài tòa nhà, có một tay sniper của quân địch đang ẩn núp, vừa ra khỏi tòa nhà thì sẽ bị bắn ngay lập tức, hoàn toàn không có cách nào chạy trốn. Hơn nữa bọn chúng có thể sẽ tăng cường thêm lực lượng ở bên ngoài vào tòa nhà bất cứ lúc nào, bởi vậy tòa nhà này cũng chẳng an toàn chút nào. Đúng lúc đụng phải Lý Ngang đang quét sạch tầng lầu, vừa hay có thể đi sau hắn, nghe theo sự sắp xếp của hắn. Sau khi quét sạch hầu hết các phòng của tầng lầu, Lý Ngang dừng chân, cẩn thận lắng nghe. Quay đầu lại nói với đội trưởng Manny Pacquiao, đội trưởng, chúng ta nghỉ một lát đi. Bắp chân của Pacquiao bị trúng đạn, sắc mặt có hơi trắng bệch, hắn dựa vào đồng đội, đứng khập khiễng, do dự nói, bọn hắn sẽ không xông tới chứ, tạm thời sẽ không. Chương 142, súng trường SCAR. Lý Ngang lắc đầu, những tên nghiện ngập kia sẽ không ngu đâu, chắc là hiện tại bọn chúng đang ở đầu cầu thang tầng 6 chờ chúng ta đi lên. Những tên băng đảng rải rác ở mỗi tầng không phải là những kẻ ngu ngốc, khi từng người một bị mất liên lạc qua bộ đàm, bọn chúng đã bắt đầu có ý thức rút lui về phía sau, tập trung, trên tầng 6. Dù sao bọn chúng cũng đã trải qua huấn luyện quân sự cơ bản, tuy không tinh nhuệ nhưng họ vẫn có thể phân bổ vũ khí hạng nhẹ và hạng nặng và đan lưới hỏa lực chéo. Tòa nhà hình chữ phương nói lớn thì cũng không lớn, nói nhỏ cũng không phải nhỏ, chỉ cần mai phục có cầu thang bộ và lối vào thang máy ở tầng 6, tiểu đội đặc chủng tác chiến khó có thể xông lên. Tình hình lúc này đang đi vào bế tắc, càng kéo dài thì khả năng cao nhưng tên trùm ma túy khác của thành phố Malawi sẽ phái người tới tiếp viện. Các thành viên của tiểu đội SWAT nhìn Lý Ngang đẩy cánh cửa gỗ ra, đi theo sau hắn vào trong nhà. Căn phòng này đã bị quét sạch, có xác của tên nghiện trên mặt đất, Lý Ngang đá văng một phát, kéo rèm cửa sổ lên, cùng đồng đội lấy tủ lạnh, ghế sofa, bàn chặn kín ở cửa. Tạm thời đã an toàn, những đặc vụ thở phào nhẹ nhõm, những thành viên bị thương nhẹ băng bó cho những người bị thương nặng. Những đặc vụ còn lại thì ngồi chồm hổm trên đất cùng với Lý Ngang, cầm lấy bản vẽ kiến trúc của tòa nhà mà mô phỏng. Nếu tình hình càng kéo dài, sẽ càng bất lợi cho chúng ta. Lý Ngang nói, có thể bọn chúng sẽ có lực lượng tiếp viện bất cứ lúc nào. Nếu chúng ta cứ đi dọc theo cầu thang đi lên như vậy, e là vừa lộ đầu ra thì đã bị các loại súng pháo bắn thành mảnh vụn. Hiện tại chúng ta cần phải sốc lại tinh thần một lần nữa, nghĩ ra cách để phá bỏ vòng vây. Còn phải tiếp tục chấp hành nhiệm vụ sao? Một thành viên đặc chủng có khuôn mặt non nớt lắp bắp nói, chúng ta có thể trốn ở đây, chờ người trong cục trợ giúp. Đội trưởng Manny Pacquiao liếc nhìn hắn, bất lực lắc đầu, nói, chúng ta không có. Vừa rồi tôi đã liên hệ trong cục, nhưng không nhận được phản hồi. Trùm ma túy ở thành phố Malawi tràn lan, từ thành viên đặc chủng cơ sở tới cục cao cấp, tất cả đều hưởng lợi từ trùm ma túy, bọn họ trông cho chúng ta chết còn không kịp huống chi tới đây trợ giúp. Manny Pacquiao dừng lại một chút, nhìn vẻ mặt các đồng đội tái nhợt xung quanh, nói yếu ớt, Santos Aki là em trai cưng của thủ lĩnh phản quân Cruz Aki. Hiện tại bọn phản quân ở ngoài thành, có thể tấn công vào nội thành bất cứ lúc nào. Hiện tại trong cục cũng không có khả năng sẽ tới đây để viện trợ. Nếu như không phải sợ sau này phải xử lý quá nhiều người, e là hiện tại trong cục đã lái xe tới đây, giúp Tamaria đi tiêu diệt chúng ta. Trong phòng khách trầm lặng, tâm tình của đặc chủng đã tuyệt vọng nay lại càng thêm tuyệt vọng, Lý Ngang nhìn Manny Pacquiao trầm lặng. Này, anh bạn, anh có chắc là mình không phải do bọn địch ép tới đây để làm suy sụp tinh thần của chúng tôi đấy chứ? E hèm. Lý Ngang hắng giọng, nói với đồng đội, hiện tại chúng ta chỉ có thể dựa vào bản thân, trước tiên kiểm tra lại trang bị một chút, những đặc chủng có thể hành động. Trong phòng khách có 12 đặc chủng còn sống, trong đó có 6 người bị thương nặng, 4 người thương nhẹ, có thể tự do hành động thì chỉ còn 5 người. Súng đạn cũng không thiếu, súng trường SCARH, súng tiểu liên HK Megapixel 4A2, súng ngắn M4 Super 90, tấm chắn cầm tay chống đạn nhẹ và hai súng phóng lựu FN40GL có thể gắn dưới súng trường SCARH. Gộp lại thì Lý Ngang có thể thành lập một đội 5 người có thể tác chiến. Đầu tiên là Thuẫn Ca, người đang cầm một chiếc khiên chống nổ và một khẩu súng lục giảm thanh, có nhiệm vụ phòng thủ trước sự tấn công của kẻ thù.
Vị trí thứ hai là người cầm súng tiểu liên, chịu trách nhiệm áp chế sự tấn công trong phạm vi gần. Vị trí thứ ba là Lý Ngang, người cầm khẩu súng trường SCAR trang bị súng phóng lựu, người chịu trách nhiệm bắn tầm xa. Vị trí thứ tư thì cầm một khẩu súng ngắn và chịu trách nhiệm cưỡng chế phá cửa và chống lại các khu vực gần. Vị trí thứ năm cũng đang cầm một khẩu súng trường SCAR và có nhiệm vụ báo động kẻ thù từ phía sau. Một đội tác chiến tạm thời gồm 5 người được thành lập nhanh chóng. Việc làm kế tiếp là nghĩ cách để loại bộ tên sniper của địch ở trên cao. Bây giờ bọn địch đã theo dõi cầu thang của tầng 5, lúc này nếu đi ngang qua hành lang, rất dễ bị súng bắn. Lý Ngang lấy bộ đàm ra, liên lạc với sniper của tiểu đội đặc chủng tác chiến, sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi, đã xác nhận được tin tức của sniper địch. Có ít nhất 4 người, tất cả đều sử dụng súng bắn tỉa SVD, một người ở tầng 8 bên trái tòa nhà, một người ở tầng 7 bên phải, một người ở tầng cao nhất của tòa nhà ở phía xa và vị trí của cái còn lại là không xác định. Lý Ngang tự lẩm bẩm, lấy ra 3 chiếc máy bay không người lái Mavic Pro Platinum từ trong ba lô. Trên mỗi chiếc máy bay không người lái đều quấn một quả lựu đạn bằng sợi tơ. Sợi tơ giữ móc kéo của lựu đạn, chỉ cần một cái rung động mạnh là có thể làm rơi lựu đạn xuống đất và kích nổ. Lý Ngang lấy ra 3 chiếc điện thoại thông minh, bày ra ngay ngắn trước mặt, kết nối chúng với máy bay không người lái. Màn hình điện thoại di động hiện ra hình ảnh máy bay không người lái thu được, Lý Ngang kêu đồng đội mở nhẹ rèm cửa, ngón tay bấm vào màn hình điện thoại như chơi đàn piano. 3 chiếc máy bay không người lái như chim bay, nhẹ nhàng bay ra khỏi cửa sổ, mỗi chiếc bay theo các hướng khác nhau. Nhờ bản tính nhanh nhẹn và sự thông minh đạt mức 8, 10 ngón tay của Lý Ngang không ngừng bấm, mỗi ngón tay như đang tự chủ, điều khiển máy bay không người lái hoạt động lùi, tiến, lên xuống một cách thuận lợi. Bọn sniper của địch núp ở bên trong tòa nhà, nhìn thấy chiếc máy bay không người lái đi qua khoảng đất trống ở giữa tòa nhà chung cư hình chữ phương đang lao thẳng đến. Con mẹ nó, thứ quỷ quái gì vậy? Các bạn đang nghe chuyện Người chơi hung mãnh của tác giả Hắc Đăng Hạ Hỏa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 143, Thuẫn ca. Những tay súng bắn tỉa này đặt súng bắn tỉa xuống đất, rút súng lục và bắn vào mục tiêu giả ở giữa không. Trung, không ngờ những chiếc máy bay không người lái đột ngột bay lên không trung, rồi đột ngột hạ xuống, đột ngột quay đầu, đột ngột lật ngửa và chuyển động trong tư thế vô cùng tức giận, súng ngắn bắn hụt. Sniper sợ tới mất lìa hồn, quay về phía cửa, nhưng chiếc máy bay không người lái đã nhanh chóng lao vào cửa sổ đang mở, mang theo một quả lựu đạn và đụng vào người anh ta. Ngươi có một bưu phẩm đặc biệt, tự mình nhận lấy đi. Uỳnh, uỳnh, uỳnh. 3 tiếng nổ mạnh chồng lên nhau, Lý Ngang nhìn màn hình điện thoại di động đen xì, thở dài. Việc điều khiển 3 chiếc máy bay không người lái cùng một lúc tiêu tốn đáng kể năng lượng tinh thần và thể chất, điều này thực sự rất mệt mỏi. Hắn lau mồ hôi lạnh trên trán, nhìn đồng đội đang sững sờ kinh ngạc, thản nhiên nói, đi thôi, chúng ta đi lên lầu. Âm thanh tự nổ của máy bay không người lái tự nổ giết chết các sniper đã đánh động đến các thành viên băng nhóm đang chặn cầu thang trên tầng 6. Không biết bọn chúng lấy từ đâu một đống bao cát lớn, xếp trên sàn nhà của hành lang, còn mình thì ngồi xổm ở sau bao cát phòng ngự. Có một khẩu súng máy hạng nhẹ ở bên trái và bên phải của bao cát, và một trong số chúng còn có một ống phóng lựu dài và dày đặt dưới chân. Có vẻ như nó đã ở trong trạng thái sẵn sàng. Đáng sợ nhất là có rất nhiều bộ đàm bị mất tín hiệu lần lượt lặng lẽ biến mất, giống như ở dưới lầu có một hố đen vô hình chuyển động đang nuốt chửng những người sống bước vào nó. Đặc biệt còn có tiếng nổ từ xa phát ra từ trên lầu, nhưng rõ ràng là bọn họ đã chặn lối đi ở lầu 6, hoàn toàn không phát hiện có người đi lên. Chẳng lẽ trên lầu cũng có người? Trong lúc những thành viên của băng nhóm đang nghi ngờ, Lý Ngang ra dấu 5 người trong tiểu đội áp sát tường, bí mật đi đến đầu bậc thang. Trên lầu không nhìn thấy trong góc, Lý Ngang bảo đồng đội ngồi xổm xuống, giữ im lặng. Mình thì cầm khẩu súng trường SCARH hướng phía trần nhà ngắm một lúc, rồi bóp cò khẩu súng phóng lựu FN-40GL. Chỉ nghe một tiếng đùng, quả lựu đạn được giấu ở trong ống hình trụ đụng vào trần nhà lầu 6. Bùm! Có khoảng 8 triệu tia chớp dữ dội từ ngọn nến đã làm mù mắt các thành viên băng nhóm đang mai phục ở đầu cầu thang trên tầng 6. Và sự chấn động 170 decibel từ quả bom cũng làm rung tai họ khiến họ tạm thời chói tai. Những người ở gần vì sự chấn động mà ngã xuống đất, những người khác cũng váng tai hoa mắt,
mắt không thể mở to, nằm chênh vênh. Có một số tên khác danh mãnh đã lường trước, ngay từ đầu không ngồi xổm ở bậc cầu thang mai phục mà núp ở hai bên nhà dân, bên trong cầu thang. Những người này không bị ảnh hưởng bởi lựu đạn, nhưng cũng không dám manh động, chỉ có thể ngồi xổm trong phòng tiếp tục chờ đợi. Ở tầng thứ 5, Lý Ngang, người vừa phóng ra lựu đạn giật, vừa khéo léo nhét lựu đạn vào ống phóng, dùng tay ra hiệu, ý bảo Thuẫn Ca, người đầu tiên đi về phía trước. Đại Thuẫn Ca một tay giơ lên một cái khiên, hạng nhẹ, một tay cầm khẩu súng lục giảm thanh, dựa vào phần trong suốt của tấm chắn nhìn đường phía trước, cơ thể quỵ xuống cẩn thận đi lên lầu. Bước được một nửa trên cầu thang tầng 5, Lý Ngang lại nhắm mục tiêu, bắn một quả lựu đạn về phía bên trái của tầng 6 và rút một quả lựu đạn từ thắt lưng của mình, sau đó ném nó sang bên phải của tầng 6. Bùm bùm. Tiếng nổ nhân đôi, vui vẻ nhân đôi, Lý Ngang lắng nghe tiếng la hét từ những căn phòng bên trái và bên phải của cầu thang tầng 6 và ra lệnh cho Đại Thuẫn Ca tiếp tục đi lên cầu thang với vẻ mặt vô cảm. Trước khi hoàn toàn lên đến tầng 6, người ở vị trí thứ 2 trong đội cầm một khẩu tiểu liên và bắn vài phát vào các thành viên băng nhóm đang nằm trên mặt đất để đảm bảo rằng không có kẻ nào còn sống. Khi lên tầng 6, Lý Ngang lại dùng tay ra hiệu, đội ngũ 5 người được chia thành 2 nhóm, 2 người bên trái và 3 người bên phải. Các đường súng đạn chéo nhau một góc 160 độ, yểm trợ phía sau lưng của bên kia, bắn lén các thành viên băng nhóm lao ra khỏi phòng. Sau đó, Lý Ngang dẫn theo tiểu đội nối tiếp nhau vào hai bên phòng để đảm bảo rằng không ai sống sót ở đây. Rồi nhặt khẩu bazooka mà đối phương đánh rơi trên mặt đất và đặt hai điện thoại thông minh vào đống cát. Theo kế hoạch ban đầu, các thành viên trong nhóm cùng nhau trốn trong một căn phòng và mang theo các loại đồ lặt vặt để chặn trước cửa, chỉ chừa một khe cửa để bắn. Tạm thời bọn địch ở điểm đầu tiên đã được dọn sạch, nhưng những con nghiện ở các vị trí khác trên tầng 6 theo dự kiến sẽ sớm xuất hiện. Thuẫn Ca nhìn bệ phóng lựu đạn đặt trên sàn nhà, trên trán toát mồ hôi lạnh, không kìm được thốt lên, lũ điên này. Đặt bệ phóng lựu đạn ở vị trí này, chúng không sợ làm nổ hành lang, khiến bản thân cũng bị nổ văng lên trời sao. Con nghiện là một trong những sinh vật không có não trên thế giới. Dù chúng có làm gì đi chăng nữa thì cũng không phải là chuyện gì lạ. Ma túy không chỉ gây hại cho trí óc của họ mà còn xâm nhập vào hệ thần kinh của con người, gây ra những tổn thương không thể hồi phục và nghiêm trọng cho não bộ. Lý Ngang bình tĩnh nói, lần trước tôi có nhìn thấy một bản tin. Nói rằng có một anh bạn ở một nơi nào đó đã hút thứ này rồi. Sau đó dùng kéo cắt đứt cậu nhỏ của mình rồi dùng keo siêu dính dán vào đầu, giả làm một con kỳ lân, rồi khỏa thân chạy trên đường phố. Chương 144, Hóa chất. Bốn cán bộ kia nhìn nhau không nói nên lời, lâu sau mới mở miệng nói một câu, sau đó thì sao? Lý Ngang thản nhiên nói, nắm bắt đầu gà, chuyện gà vu vơ, đầu gà trục lợi, không có gà để trục lợi, gà trời không thể tiết lộ. Vậy thì gà không có, cũng hiển nhiên là đổ máu bỏ mình. Người không phải là dùng thành ngữ hơi phóng khoáng đấy chứ. Cổ họng của bốn đặc vụ nhờn nhợn, muốn nôn nhưng không biết nôn ở đâu, chỉ có thể nuốt xuống, kiểm tra trang bị. Khi người chơi thực hiện nhiệm vụ, hệ thống sẽ không chỉ giúp người chơi che giấu vật phẩm lấy từ trong ba lô không hài hòa, còn có thể giúp người chơi dịch ngôn ngữ và giải quyết các vấn đề giao tiếp. Do đó, khi Lý Ngang đọc thành ngữ cũng có hai ý nghĩa lớn, trong tai của bốn đặc vụ nghe giống như ngụ ngôn. Bỏ qua bốn người đồng đội đang đau đớn và căng cứng, Lý Ngang lấy điện thoại thông minh ra và vào WeChat gọi video với hai chiếc điện thoại thông minh được đặt trên cát ở hành lang. Thông qua hai chiếc điện thoại di động đó, theo dõi những hình ảnh trong hành lang. Bình bịch bình bịch bình bịch. Tiếng bước chân dày đặc vang lên từ xa, nhiều thành viên băng nhóm chạy hai bên hành lang. Lý Ngang cầm hai khẩu SCARH, thò hai họng súng ra khỏi cửa, một cái bên trái và một cái bên phải, nhìn theo hình ảnh của màn hình di động, bắn vào hai đầu hành lang. Ánh lửa chói mắt, tiếng súng chói tai, đám người trong băng nhóm đã ngã xuống 7-8 người lập tức rút lui, trở về góc cầu thang hình chữ L, không dám ló đầu ra nữa. Lý Ngang thấy thế, nhanh chóng dùng cùi chỏ đập vỡ cánh cửa gỗ, lấy súng phóng lựu đạn từ Thuẫn Ca và hướng về phía cuối hành lang bên trái làm nổ tung. Cư dân bình thường đều sống từ tầng 1 đến tầng 5 của khu chung cư này, còn từ tầng 6 trở lên đều thuộc về Tamariadi nên không cần lo lắng về tai nạn thương tích. Đạn tên lửa bay với tốc độ cao trên hành lang, ở góc hành lang, con nghiện nhìn thoáng qua từ xa đã sợ chết khiếp,
Nó đạp dép chạy đến cuối hành lang hình chữ L, miệng thì hét lên, RPG. Bùm, tiếng gầm và tiếng nổ của tên lửa lấn át tiếng hét của anh ta, bức tường ở cuối hành lang bị nổ tung, đá vụn văng ra, phần xác tay chân còn lại bị văng tứ tung. Tên lửa này đã tiêu diệt bao nhiêu kẻ thù? 8 hay 10? Lý Ngang thản nhiên đếm số địch bị tiêu diệt, nhét ống phóng tên lửa vào khe ba lô rồi ném lựu đạn vào hành lang bên phải. Các thuộc tính sức mạnh và sự nhanh nhẹn lên đến 8 điểm cho phép anh ta ném bóng tốt như một cầu thủ bóng chảy hàng đầu. Quả lựu đạn lướt qua toàn bộ hành lang, xoay tròn và đập vào tường, sau vài quả nảy lên, nó tình cờ đáp xuống trước một con nghiện ở góc hành lang bên phải. Lại một tiếng nổ khác, tầng 8 của khu nhà khác với 7 tầng bên dưới, không có phòng riêng. Toàn bộ tầng 8 là nhà máy riêng của Tamariadi. Trong không gian rộng lớn, những bức tường xi măng nham nhở, cửa sổ đều đóng kín, không có rèm che, thay vào đó là những tấm màn nhựa màu nâu gắn trên ô cửa. Ánh sáng từ những ống đèn dài chiếu xuống, bên dưới là các bàn làm việc giống nhau. Do hệ thống cung cấp điện của tòa nhà bị cắt, phụ nữ, thanh thiếu niên và trẻ em đeo những chiếc khẩu trang rất cũ kỹ, chỉ có thể làm việc nhờ vào ánh nắng xuyên qua tấm màn nâu. Xung quanh khu vực làm việc còn có nhiều thành viên băng đảng cầm mã tấu đi tuần tra. Trên tường có nhiều thùng nhựa lớn khác nhau, trên kệ phía sau căn phòng. Cũng có nhiều thùng nhựa vuông màu trắng vẽ hoa văn đầu lâu màu đen. Mau nhanh lên, tất cả nhanh tay lên. Người đàn ông da ngăm đen vỗ tay hét lớn, đợt hàng này phải đóng túi trước đêm nay. Là một trong những người phụ trách nhà máy và là thuộc hạ thân tín của Tamariadi, hắn ta hiểu rất rõ tầm quan trọng của lô hàng này. Vài tháng trước, người đại diện cho lực lượng nổi dậy Santos Aquino đã liên lạc với Tamariadi. Họ tuyên bố rằng đã có trong tay một công thức hóa chất mới và quy trình công nghệ cần giao cho Tamariadi để tiến hành sản xuất. Ban đầu Tamariadi còn không tin chuyện đó. Trên chợ có nhiều sản phẩm hóa chất mới như vậy, họ chưa từng nghe qua chuyện có người chủ động chia sẻ công thức và quy trình công nghệ độc quyền cho đối phương. Thứ đồ chơi đó chính là vật vô giá, có dùng vàng bạc châu báu cũng không thể mua được. Nể mặt anh trai của Santos, Tamariadi vẫn cho đàn em sản xuất thử một lô hàng. Thật bất ngờ, những hợp chất mới toanh này lại có hương vị thuần khiết và hiệu quả cực tốt, khiến cho các sản phẩm khác biến thành rác rưởi chỉ trong vài giây. Quan trọng nhất, các chuyên gia hóa học của Tamariadi đã khẳng định lô hóa chất kỳ diệu này sẽ không gây ra bất kỳ tác hại nào có thể nhận ra bằng mắt thường trên cơ thể con người. Nó hoàn toàn vô hại, sẽ không khiến cho người ta trở nên tiều tụy, không làm cho da thịt thối rữa, cũng không khiến tinh thần uể oải, giống như ma quỷ. Thậm chí, nếu như thường xuyên thưởng thức nó, còn có thể làm cho tinh thần người ta sảng khoái và ở trong trạng thái tốt nhất. Giống như Coca-Cola hay kẹo cao su với bỏ húc sao. Khuyết điểm duy nhất là nếu như mỗi ngày không nếm một chút, sẽ khiến cho người ta cảm thấy cả người bứt rứt. Ngoài ra cũng không thể chịu được sự thay đổi nhiệt độ dù là rất nhỏ, chỉ cần một cơn gió nhẹ nào thổi qua cũng khiến toàn thân ngứa ngáy dữ dội. Người đàn ông lùn mập này không phải chuyên gia, nhưng lại là quản lý của nhà máy. Trong những năm qua, hắn ta đã chứng kiến vô vàn người lâm vào cảnh bi kịch vì sử dụng hóa chất. Cũng hiểu rất rõ rằng cho dù những hóa chất này nhìn có vẻ vô hại nhưng lại là thứ kéo con người xuống vực sâu không đáy. Các bạn đang nghe chuyện Người chơi hung mãnh của tác giả Hắc Đăng Hạ Hỏa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 145, gia nhập bang phái. Dù thế nào đi chăng nữa, Tamariadi vẫn để thuộc hạ bí mật bán những sản phẩm mới ra thị trường. Phản hồi lại rất tốt, không ít độc trùng thậm chí có thể dùng số tiền gấp 10 lần giá trị của những sản phẩm tương tự khác để mua hóa chất mới này. Người đưa người làm, hai bên phối hợp rất nhịp nhàng, Tamariadi chịu trách nhiệm sản xuất sản phẩm mới toanh này cho Santos. Đôi khi bọn họ cũng bí mật giấu đi một số sản phẩm để phân tích hóa học, cải tiến quy trình, mua bán, hối lộ. Sau đó, họ còn chịu trách nhiệm về vận chuyển và tiếp thị ở nước ngoài. Là một tay chân thân tín, tên béo lùn cũng cho biết rằng những thỏa thuận hợp tác của hai bên ngày càng được thúc đẩy, quan hệ mật thiết. Santos Aquino còn mang đến một phần bản vẽ khác cho Tamariadi. Bản vẽ này là phiên bản cải tiến của bản gốc, quy trình thực hiện phức tạp hơn và các chế phẩm phải chuẩn bị cũng khắt khe hơn. Nhưng hiệu quả của sản phẩm cũng mạnh mẽ hơn, thậm chí có thể đạt đến trình độ vô song trên thế giới.
Sản phẩm được mô tả trong bản vẽ mới này có tên là hoa quỳnh. Việc sản xuất và đóng gói hoa quỳnh càng phải trở nên bí mật hơn theo yêu cầu của Santos. Tất cả đều được tiến hành trong một căn phòng tối trên tầng 10 và ngay cả gã béo lùn cũng không thể biết được toàn bộ quá trình như thế nào. Hắn chỉ biết là các hoa quỳnh này đã được bán ở khắp nơi trên thế giới. Ngoài Philippines, các châu lục khác đều có khu vực sản xuất và kinh doanh hoa quỳnh. Giống như là có một người hay một tổ chức nào đó đang dốc sức đẩy mạnh nó vậy. Cho dù mục đích của những người này là thế nào, chắc chắn bọn họ cũng không phải là vì tiền, vì họ vốn không đẩy giá của hoa quỳnh và các sản phẩm phụ của nó lên cao. Nếu không, những hợp chất vô hại này có thể cho chúng đủ tiền để xây dựng một đế chế khổng lồ. Không suy nghĩ nữa, tên béo lùn gọi một vài thành viên của băng đảng đang cầm mã tấu đến để giúp những người phụ nữ đóng túi các sản phẩm phụ của hoa quỳnh. Mặc dù hiệu quả có kém hơn một chút nhưng những hàng hóa này vẫn có thể được bán với giá cao. Ở ngoại ô nhà máy, cánh tay phải của Tamaria đi tên là Kaka hét lên trong hệ thống liên lạc. Alo. Alo. Đại quỷ, anh có nghe thấy tôi nói không? Ở bên kia bộ đàm toàn là âm thanh hỗn loạn, không hề nghe thấy tiếng đáp lại. Kaka chửi thầm một câu rồi nhét bộ đàm vào thắt lưng, tên béo lùn ngập ngừng đi tới hỏi, Kaka, thế nào rồi? Đại quỷ bên kia gặp phải rắc rối rồi sao? Kaka quay đầu lại, ngây người nhìn đối phương một lúc, khiến người kia cảm thấy rất sợ hãi, cả người cứng đờ lại. Kaka là con bài đắc lực của Tamariadi, từ tiểu học đã học theo môn võ truyền thống của Đông Nam Á là Pencaksilat. Một lần, bằng nắm đấm và con dao vuốt hổ, ở trong một con hẻm hắn đã giết hết 10 tên côn đồ hung ác từ bang phái khác đến vây bắt mình. Bị Kaka nhìn chòng chọc, tên béo lùn cảm thấy như thể hắn đang bị một con hổ rình mồi, chuẩn bị chọn người để ăn thịt. Tim hắn đập liên hồi, dựng cả tóc gáy. Sau khi nhìn chằm chằm một lúc, Kaka thu ánh mắt lại, lạnh lùng ra lệnh. Những hàng hóa còn lại không cần đóng gói nữa, để cho những người phụ nữ đó gửi hàng đã được đóng gói vào kho. Các ngươi lập tức gọi tất cả những người có thể đánh nhau tới đây. Hả? Tên béo lùn nghe vậy thì sững sờ, chỉ biết rằng có một đội đặc công ập vào tòa nhà. Thế nhưng rõ ràng Tamariadi cũng đã nhận được tin từ trước đó và sắp xếp cho người của mình tiến hành một cuộc phục kích. Tên béo lùn khó hiểu hỏi lại, chẳng phải đã tiêu diệt hết bọn chúng, chuẩn bị kết thúc rồi sao? Kaka bình tĩnh nói, anh lắm mồm quá. Cả người tên lùn béo run rẩy, cúi đầu không dám nói nhiều nữa, chạy vào trong phòng sai những người phụ nữ chuyển hàng đi, yêu cầu tất cả thuộc hạ lấy súng. Kaka đứng một mình ở hành lang, những thuộc hạ mà hắn ta cử xuống tầng dưới đều mất liên lạc, thậm chí còn không có một thông tin hữu ích nào được chuyển lại. Còn hắn thì, Kaka nhìn về phía xa xăm, hành lang yên tĩnh như chìm sâu vào bóng tối vĩnh cửu và một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt xấu xí và gầy gò. Hắn đã nguyện ý sống chết trung thành và hiến dâng trái tim mình cho Tamariadi. Hắn đã nguyện sẽ hết lòng trung thành với Tamariadi từ lúc nào? Kaka nghĩ lại. Có phải là thời điểm nhiều năm trước, ở một nhà máy bỏ hoang nơi tổ chức các trận đấu quyền Anh dưới lòng đất, Tamariadi với tư cách là khán giả, cầm một xấp tiền đưa cho hắn đang mặt đầy máu me mà vẫn đứng sừng sững trên đài không? Là lúc Tamariadi cười nhạt, mời Kaka gia nhập bang phái sao? Hay lúc hắn trả tiền chữa bệnh cho người cha bị ốm nặng của Kaka? Tuy Kaka không được ăn học đàng hoàng, thế nhưng hắn cũng không ngu ngốc như vẻ bề ngoài. Hắn ta biết Tamariadi đối xử với mình tốt như vậy là vì hắn thật sự có giá trị. Chuyện này cũng bình thường thôi, bởi vì những người vô dụng thậm chí còn không xứng để bị lợi dụng. Từng là một hắc quyền thủ bị dìm sâu trong vũng bùn lầy không thể tự thoát ra, không một xu dính túi, trong lúc tuyệt vọng lại nhận được một chút ý tốt từ người khác thì chắc chắn sẽ hết lòng báo đáp. Cho dù cái giá phải trả là từ bỏ quan điểm thiện ác trước đây, là sẽ phạm phải nhiều tội ác mà bản thân chưa từng nghĩ tới. Kaka gầy gò, đen nhẻm, xấu xí đứng ở giữa hành lang, đằng sau hắn ta là rất nhiều thành viên băng đảng với đao dài súng ngắn đã tập hợp. Chương 146, con tin. Bịch, 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 từ phía xa hành lang có tiếng bước chân vọng lại. Tất cả lập tức cứng người, lòng bàn tay đầy mồ hôi nắm lấy súng ống, ngón tay khẽ đặt lên cò súng. Lý Ngang mặc đồ của lính tác chiến đặc chủng, dắt một chiếc mô tô rất đẹp màu đỏ thẫm đi lên cầu thang. Hắn trèo lên chiếc mô tô Ducati Panigale V4, đeo găng tay rồi vặn tay ga. Bùm bùm bùm.
ống bô xe gầm lớn, thân xe hình giọt nước rung lên, con dã thú mạnh mẽ dữ tợn này đã sắp không nhịn được nữa rồi. Từ phía xa, Kaka ngồi xổm xuống, nhặt ống phóng tên lửa cá nhân đặt dưới đất lên, nửa quy bóp cò súng về phía Lý Ngang. Bằng, một ngọn lửa lớn phụt ra từ phía sau bệ phóng tên lửa, bay khỏi chỗ của Kaka và các thành viên băng đảng đứng gần đó. Nhưng tiếng đại bác này cũng giống như là một tín hiệu khiến đám giang hồ đang tụ tập ở giữa đồng loạt xả đạn về phía cuối hành lang. Những đầu đạn lần lượt lao vun vút với tốc độ khủng khiếp, nghe giống một trận mưa lớn như chút nước. Lý Ngang nhìn cơn mưa đạn rồi vặn ga hết cỡ. Lốp của chiếc Ducati Panigale V4 quay điên cuồng với lực kẹp cực lớn khiến toàn bộ chiếc mô tô lao đi như một con ngựa hoang. Lúc này, hắn giống như Don Quixote thách thức cối xay gió, phóng vọt về phía làn đạn chết chóc. Mô tô lao như bay về phía trước, trong khoảnh khắc sắp va chạm với cơn mưa đạn kia, Lý Ngang ngay lập tức lấy ra một tấm chắn từ trong thanh ba lô. Mặt trước của tấm chắn có hình tam giác, hình dáng tổng thể lớn hơn tấm ván cửa một chút, được tạo thành từ hai tấm thép đồng chất cường độ cao, dày 10 ly ghép với nhau theo góc 60 độ. Chỗ nối ở giữa được đỡ bởi một vài ống thép ngắn. Tại giữa chỗ nối có một ống thép dài, hình gen, kéo dài xuống dưới theo đường chéo, có tác dụng như một giá đỡ cho Lý Ngang. Bên dưới tấm chắn còn được hàn ba cái dòng dọc. Phía trên mỗi dòng dọc còn có một tấm thép kéo dài song song với mặt sau và giao với chuôi ống thép có gen ở trung tâm của tấm chắn. Mỗi cái dòng dọc cũng được hàn ở giao điểm, có nhiệm vụ tạo sự ổn định cho phần phía sau. Tấm khiêng nhân tạo có hình thù kỳ quái giống như rùa đất này là do Lý Ngang tự chế tạo ra, tốn khá nhiều thời gian và công sức. Tác dụng duy nhất của nó là ngăn những viên đạn bắn chính diện, giống như bây giờ vậy. Lý Ngang thả tay nắm xe máy ra, dùng một tay đẩy tấm chắn, tay kia lấy ra khẩu súng trường tấn công SCARH và bắn về phía đạn tên lửa. Một loạt đạn được đục chính xác trên đầu đạn tên lửa hình cung. Chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn, giữa hành lang tóe ra ánh lửa chói mắt. Sóng xung kích bật ra làm rung chuyển không gian, các thành viên băng đảng ở đầu hành lang bên kia cảm thấy tóc mình bị hất tung ngược ra phía sau. Làn khói mù mịt che hết tầm nhìn. Trong biển khói, tiếng động cơ xe máy vẫn gầm rít nặng nề. Kaka không nói một lời, ném tên lửa cho thuộc hạ bên cạnh để nạp đạn. Hắn nhanh chóng nhặt súng lên và tiếp tục xả đạn về phía Lý Ngang ở cuối hành lang. Chiếc mô tô và tấm khiên thép hình tam giác giống như chiến mã và ngọn giáo của Don Quixote vậy. Cuối cùng, kỵ sĩ đã phải trực tiếp đối mặt với mưa đạn. Keng, 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 keng. Tuy đạn liên tục bắn trúng nhưng đều bị hạ gục trước tấm khiên dày 10 ly, bật đi khắp nơi, khoét hết lỗ này đến lỗ khác trên tường. Chiếc mô tô lao đến tuy gặp chút cản trở, nhưng Lý Ngang vẫn tiến về phía trước trong tiếng gầm rú của động cơ. Hắn băng qua chỗ sàn nhà bị vỡ tan bởi vụ nổ tên lửa, xuyên qua làn khói dày đặc, lao đến giữa hành lang. Lý Ngang đột nhiên đẩy tấm chắn thép về phía trước, thả lỏng bàn tay đang giữ tấm chắn và xoay hướng xe để luôn luôn giữ mình trong phạm vi phòng thủ. Hắn cầm súng, bóp cò, viên đạn tùy ý này xuyên qua những kẻ địch chưa hề chuẩn bị trước. Kaka đã đoán trước được tình huống này vội lăn sang một bên, tránh được đường đạn tử thần. Hắn quay, lại nhìn thấy thuộc lần lượt gục ngã, máu chảy lênh láng. Đội ngũ phía sau đã có người hoảng loạn chạy trốn. Thế nhưng còn chưa đợi Kaka bắn bọn chúng, hết viên đạn này đến viên đạn khác xả ra từ cửa phòng của một bên hành lang. Bốn đồng đội nhân lúc Lý Ngang chạy nước rút bằng mô tô đã trèo dây lên đến tầng 8. Họ âm thầm lẻn vào phòng, núp sau tấm cửa và nhắm súng vào các thành viên vô danh trong băng đảng. Vì sự tấn công bất ngờ này, chiến tuyến mà đám độc trùng dựng tạm thời bị sụp đổ ngay lập tức, toàn bộ hành lang trở thành một lối đi chết chóc. Máu chảy lênh láng, trong hành lang dường như không còn chỗ bước chân. Kaka vội vàng lăn người, phá tung cánh cửa gỗ của nhà máy, lật người rồi nấp sau bức tường chịu lực. Hắn lắng nghe tiếng súng liên hoàn, sau một nhịp đập điên cuồng ngắn ngủi, trái tim hắn bỗng bình tĩnh trở lại. Ngày này đã đến rồi sao? Hắn nhớ lại một đời chẳng mấy vinh quang và chói lọi của mình, về những lúc thống khổ, lúc vui sướng hay khi cả hai lẫn lộn, nhăn mày không vui cũng chẳng buồn. Cuối cùng, tiếng súng từ từ lắng xuống, không còn nghe thấy tiếng rên rỉ, la hét nữa. Cánh cửa gỗ của nhà máy đột nhiên bị đá văng. Kaka trốn ở phía sau vách tường đứng lên trong nháy mắt, tay trái hắn ta cầm một khẩu súng lục, tay phải cầm một con dao vuốt hổ, chĩa về phía cửa. Hắn ta đã chuẩn bị sẵn sàng,
khi cửa mở ra sẽ bắt lấy người mở cửa làm con tin để đổi lấy cho bản thân một hy vọng sống sót. Nhưng mà sau cánh cửa bị đá văng kia lại không có ai cả. Ngược lại, có một cái lựu đạn không biết đã bị ai kéo móc nhẹ nhàng rơi vào trong phòng. Nó nhanh chóng lăn đến ngay đằng sau mông của Kaka. Uỳnh. Các bạn đang nghe chuyện Người chơi hung mãnh của tác giả Hắc Đăng Hạ Hỏa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 147, Vinh Hoa Phú Quý. Lựu đạn nổ tung, Kaka chưa kịp chăn chối gì đã bị nổ tan thành hai đoạn. Một nửa ở hành lang, một nửa bên trong cửa. Chính là nơi này. Nhóm của Lý Ngang đứng ở hành lang tầng 10, nhìn vào căn phòng an toàn mà Tama Riady tự mình chế tạo. Người có vô số kẻ thù như Tama Riady cực kỳ sợ chết, vì để bảo vệ bản thân, hắn đã cho xây dựng nhiều căn phòng an toàn ở khắp thành phố Malawi và khu vực Philippines. Những căn phòng bí mật này được xây dựng dựa theo tiêu chuẩn của kho bạc ngân hàng. Trần nhà, vách tường và cả sàn nhà đều làm bằng bê tông cốt thép được kẹp bởi nhiều lớp thép tấm đồng chất. Cửa lớn được làm từ chất liệu hợp kim cường độ cao, độ dày lên tới 100 ly, dùng súng máy bắn phá cũng không thủng, cho dù có dùng lựu đạn để nổ, cũng phải nổ rất mạnh một lúc mới được. Tường đồng vách sắt, không thể phá vỡ. Mấy thành viên của tiểu đội nhìn qua cửa lớn được làm bằng hợp kim cốt thép, trên mặt nở nụ cười mà họ đều hiểu được. Lý Ngang lấy khẩu súng SCARH, chĩa về phía bức tường xi măng phía trên cánh cổng hợp kim rồi bóp. Cò súng phóng lựu. Lựu đạn va vào vách tường xi măng, lập tức nổ tung vang trời. Khi khói tan hết, cánh cổng vẫn đứng im lìm, bức tường bê tông phía trên chỉ bị khoét một lỗ nhỏ để lộ tấm thép bên trong. Bên trong phòng an toàn, Tama Riady thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, hắn và Santos còn có mười mấy tên thủ hạ ở hai phía, đang chen chúc ở phía sau phòng an toàn. Hơn 80 thành viên trong băng đảng đều được trang bị vũ khí hạng nặng, toàn bộ bọn họ dù chỉ là quẫy nước một chút, cũng có thể kích động cơn sóng lớn. Thế mà lại hoàn toàn mất liên lạc, ngay cả một tin đáp lại cũng không có. Nếu không phải Tama Riady đưa một ít sản phẩm phụ của Hoa Quỳnh cho tất cả cấp dưới của mình, chắc chắn bọn họ sẽ không nổi loạn dễ dàng như vậy. Nếu không suýt nữa hắn nghĩ rằng toàn bộ cấp dưới của mình đều đã đi theo đối thủ cạnh tranh mà phản bội lại hắn. Bọn họ không vào được đâu. Tama Riady, một người đàn ông trung niên với mái tóc kiểu Địa Trung Hải, gượng cười nói với Santos, nơi này cực kỳ an toàn. Chỉ cần cầm chân được khoảng 20 phút nữa, các thủ hạ của tôi trong thành phố sẽ đến chi viện ngay. Chi viện cái mông ông ý. Santos Aquino hận không thể lấy đầu Tama Riady xuống đá. Nếu không phải tên vừa ngu ngốc vừa sĩ diện này ám sát thị trưởng của Malawi, nhóm hàng Hoa Quỳnh này cũng sẽ không bị bại lộ. Tổ chức phiến quân sao lại phải vội vàng tiến công tới Malawi, hắn sao lại phải đi đến bước đường cùng, cùng tên ngu này co ro trong phòng an toàn. Trong đầu Santos đã thầm văng tục với 18 đời nam nữ nhà Tama Riady, thế nhưng ngoài mặt vẫn phải giả vờ tươi cười. Hắn nhìn chằm chằm vào cánh cửa hợp kim, bàn tay giấu dưới âu phục khẽ vuốt một ống nghiệm thủy tinh chứa đầy chất lỏng màu xanh lá cây đậm, tự lẩm bẩm, tốt nhất là như thế. Ở bên ngoài cánh cửa hợp kim lớn, Lý Ngang nhòi người về phía khung cửa, qua lớp găng tay, hắn vứt hết lớp sỏi nhiệt độ cao còn sót lại. Sau khi dọn hết đá vụn, phía trên cánh cửa còn lại một rãnh lõm không lớn cũng không nhỏ. Lý Ngang đưa tay vào rãnh lõm sờ một chút rồi nhảy xuống khung cửa, gật đầu với đồng đội. Để vượt qua cánh cổng này, SWAT đã cố tình mang theo một số quả lựu đạn đốt nhiệt nhôm ALSG-814 trước khi lên đường. Nhiệt nhôm là một hợp chất được điều chế bằng cách sử dụng bột nhôm và bột oxit sắt theo một tỷ lệ nhất định. Sau khi thêm một chất oxy hóa để đốt cháy, có thể thu được nhôm oxit và các nguyên tố sắt. Trong quá trình này, phản ứng nhiệt có thể giải phóng nhiệt độ cao lên đến 3.000 độ, thậm chí sắt thép cũng có thể dễ dàng bị nóng chảy. Lý Ngang cầm quả lựu đạn anh khiên đưa và bảo đồng đội tránh xa ra, nhét quả lựu đạn vào rãnh trên khung cửa rồi rút chốt. Hắn nhanh chóng lùi lại mấy chục bước, chỉ nghe thấy một tiếng bùm vang trời. Ngay lập tức, hàng ngàn tia lửa bùng phát từ quả bom, giống như một màn pháo hoa lộng lẫy. Nhiệt độ gần khung cửa của cổng hợp kim tăng lên. Ngay lập tức, không khí cũng bị nhiễu động bởi các tầng sóng nhiệt và trở nên mờ đi. Kim loại gần nhiệt nhôm chuyển sang màu đỏ, lớp bê tông cốt thép phía trên khung cửa bắt đầu nóng chảy và rơi xuống như nến, dính vào quả lựu đạn.
Nhiệt nhôm có nguồn cung cấp oxy riêng và không cần bất kỳ nguồn không khí nào từ bên ngoài, vì vậy nó sẽ không bị dập tắt ngay cả khi bị vùi lấp dưới đá sỏi. Hơn 40 giây sau, lựu đạn đốt cháy nhiệt rắn hạng nặng ALSG814 chứa 615 gram chất nhiệt nhôm cuối cùng đã cháy hết. Trên tường xuất hiện một khe hình chóp nhọn giống mũi khoan với mặt trước lớn và mặt sau nhỏ, bên trong được lấp đầy bằng đá màu đen và thép nóng chảy. Trên cùng của cánh cổng bằng hợp kim đã sụp xuống, như thể một miếng bánh gato bị đục ra. Khi nhiệt độ bên ngoài cửa đã hạ bớt, Lý Ngang đưa điện thoại lên trên đầu chụp một vài tấm ảnh chỗ khe hở. Hắn không tự mình nhảy lên xem là vì sợ những người bên kia cánh cửa sẽ cho hắn một phát súng nổ đầu. Chụp ảnh xong, hắn nhìn qua ảnh chụp, quả nhiên thông qua khe hở có đường kính khoảng 15cm có thể nhìn thấy một phần cảnh tượng phía bên kia cửa. Phòng khách trống trơn, không thấy bóng người, có vẻ như Tamariadi và những người khác đã trốn ở phòng bên của nhà an toàn. Lý Ngang suy nghĩ một chút rồi hét vào bên cửa, người ở bên trong nghe rõ đây. Các ngươi đã bị bao vây rồi, đừng kháng cự vô ích nữa, lập tức bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Tất nhiên là không có tiếng phản hồi. Đúng là vớ vẩn, bây giờ ra ngoài nếu bị một phát đạn bắn chết luôn thì sao? Dù sao thì Tamariadi cũng là người chỉ huy đã loại bỏ rất nhiều thành viên của đội hoạt động đặc biệt. Lý Ngang cười rồi nói lớn về phía khe trống, ông Riadi đừng lo, khi tôi đến đây, cấp trên đã nói rồi. Chỉ huy của chúng tôi đã nói rằng, chỉ cần ông giao súng đầu hàng, đảm bảo cả đời này ông sẽ được sống trong vinh hoa phú quý, tiền nhiều như nước. Chương 148, nổ súng. Bốn thành viên của SWAT đồng loạt nhìn nhau, chuyện bọn họ tập kích tòa nhà này là tự ý hành động, đến cấp trên còn không có, lấy đâu ra mấy câu hứa hẹn kia chứ. Phía bên kia cánh cửa vẫn hoàn toàn yên tĩnh, Lý Ngang sờ cằm, nheo mắt, nhỏ giọng nói, chậc, thế mà hắn vẫn không bị lừa. Ai lại bị lừa chứ, có quỷ mới tin hắn. Trong lòng bốn người kia thầm oán trách, bỗng thấy Lý Ngang lại tiếp tục dồn sức, lớn tiếng dụ hàng, mấy ông trong phòng ra mà xem đi, ngoài này có một đàn heo nái đang xếp hàng rồi nhảy xuống mương đây này. Cảnh tượng này đúng là quá ngoạn mục, không xem sẽ hối hận cả đời đó. Vẫn như cũ, không hề có động thái gì. Bốn thành viên kia thở dài ngao ngán, thật sự bất lực. Lý Ngang hít một hơi thật sâu, hai mắt sáng lên, hét lớn về phía khe hở, nếu còn không mở cửa nữa, tôi sẽ dùng những biện pháp độc nhất vô nhị. Đến lúc đó, sống chết mặc bay, tự làm tự chịu đấy. Nói xong, Lý Ngang tháo súng, phóng lựu ra khỏi súng trường, nhắm ống phóng vào khe hở rồi bắt đầu bắn phá về phía cửa phòng bên. Sau vài loạt lựu đạn, cánh cửa kim loại mỏng của phòng bên đã bị nổ đến biến dạng. Lý Ngang gỡ súng phóng lựu xuống và lấy ra một lon áp suất cao tự chế chứa đầy khí clo nén từ trong thanh ba lô. Anh ta kéo căng ống nhựa từ cái lon vào khe hở trên khung cửa. Sau đó lấy tay ra vặn van giảm áp của bình chứa. Lý Ngang nghe thấy âm thanh giảm áp xì xì xì, cười rạng rỡ, còn tự lẩm bẩm, ở Philippines khí clo có tác dụng nuôi dưỡng con người đó, cứ hít nhiều vào nhé. Khí clo màu vàng xanh cuồn cuộn tràn vào trong phòng an toàn, bởi vì mật độ của nó lớn hơn không khí nên nhìn qua giống như một thác nước màu xanh biếc đang tuôn xuống từ khung cửa. Lý Ngang phất tay ra hiệu đồng đội lùi đi xa, tay trái hắn cầm ống cao su mềm, tay phải thản nhiên lấy một chiếc mặt nạ oxy ra đeo lên mặt. Qua lớp mặt nạ, hắn nói lớn, muốn sống sót thì mau tự mở cửa ra đi. Cửa của hai phòng bên đã bị lựu đạn nổ đến méo mó rạn nứt, một lượng lớn khí độc tràn vào trong. Rất nhanh từ trong phòng bên truyền đến tiếng hít thở vô cùng khó khăn cùng với tiếng ho khan, cụ khụ khụ, hự khụ khụ khụ, ặc, ặc. Bên dưới phòng an toàn này là nhà kho và nhà máy. Kẻ cực kỳ sợ chết như Tamariadi đương nhiên cũng lo lắng đến tình huống sẽ có khí độc nên đã chuẩn bị đến 7-8 loại mặt nạ phòng độc khác nhau ở đây. Vấn đề là hiện tại trong này không chỉ có Tamariadi và thuộc hạ thân tín của hắn, còn có cả đám người của Santos nữa, tổng lại cũng phải mười mấy người. Bên trong mau chóng truyền ra tiếng Philippines gầm rú chửi rủa và tiếng tranh chấp ẩu đả, bùm bùm bùm. Tiếng súng vang lên, cánh cổng kim loại của phòng bên văng ra, 3-4 người, trong đó có người trên quần áo dính đầy máu tươi từ trong phòng lăn ra ngoài. Số lượng mặt nạ trong phòng có hạn, vậy nên người không cướp được mặt nạ đành phải vì tính mạng của bản thân mà liều một phen. Quyết định mở cánh cửa hợp kim lớn kia ra, đầu hàng trước Lý Ngang để đổi lấy một chút hy vọng sống sót.
Mấy người này khuôn mặt méo mó, híp mắt, che kín mũi miệng, tập tễnh đi về phía của chính. Họ dùng hết toàn bộ chút sức lực cuối cùng, di chuyển tay nắm của cánh cửa hợp kim khổng lồ để mở cửa ra. Cửa mở rộng, một luồng khí mới tràn vào trong phòng. Lý Ngang rút ống cao su mềm ra và đóng van lại, cất vào thanh ba lô rồi lui về phía sau bức tường cạnh cửa. Những người mở cửa kia đã đầu óc mơ hồ, không mở được mắt, chỉ có thể lảo đảo ngã xuống bên cạnh khung cửa. Họ còn chưa kịp hưởng thụ hết không khí trong lành ngọt ngào, đã bị mấy viên đạn từ băng đạn phía sau bắn tập kích làm cho cơ thể thành cái sàng lọc. Người nổ súng tất nhiên là từ phòng bên lao ra, tất cả đều là tay chân trung thành của Tamariadi. Những người này tuy là đều có mặt nạ phòng, độc, thế nhưng trong lòng đã khá tuyệt vọng rồi. Các huynh đệ họ tới 8-90 người cứ như thế chết sạch không hiểu tại sao, đối thủ chỉ là một tiểu đội SWAT đơn độc nhỏ bé bị đánh tan tác. Bây giờ con ba ba bị bắt trong vỏ không phải là đội lính tác chiến đặc chủng mà chính là bọn họ. Pằng 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 pằng. Một nhóm cầm súng xả đạn về phía cánh cửa đang rộng mở, đám người còn lại mang theo mặt nạ phòng độc lôi kéo Tamariadi và Santos Aquino rút lui sang một phòng khác bên phải. Đáng tiếc Lý Ngang sẽ không cho bọn họ cơ hội làm như vậy. Hắn lấy vũ khí phóng lựu ra, đặt tựa lên khung cửa, bắn về phía bọn tay chân đang nã súng một phát lựu đạn. Lựu đạn đó xuyên qua làn xương clo dày đặc, bùng nổ tanh bành, khiến cho đám người trong bang phái kia thành cái túi vải bay ra ngoài. Lý Ngang cất súng phóng lựu đi, lấy súng trường ra, tựa vào khung cửa để ngắm bắn, khiến những người còn sống kia lần lượt nổ tung đầu. Chỉ còn lại Tamariadi với kiểu tóc địa trung hải cùng với Santos Aquino mặc tây phục màu đen. Tamariadi bị dính sóng xung kích từ vụ nổ kia, hắn cảm nhận rõ ràng mình đã gãy mất mấy cái xương sườn, một cánh tay cùng hai đùi đã hoàn toàn mất cảm giác. Hắn khó nhọc lật người lại, gắng sức hít thở, nhìn thấy Lý Ngang đang thong thả chậm rãi đi vào phòng, giơ họng súng về phía mình. Bốn tiếng súng vang lên, khuỷu tay và đầu gối của Tamariadi đều có chỗ bị đạn xuyên qua. Cơn đau khủng khiếp từ phía dưới truyền lên, khiến trán hắn lấm tấm mấy giọt mồ hôi to như hạt đậu. Bao lâu rồi mới đau đớn như thế này? Hắn nghĩ vậy rồi bất tỉnh. Các bạn đang nghe chuyện Người chơi hung mãnh của tác giả Hắc Đăng Hạ Hỏa tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 149, Hoa Quỳnh 1 và 2. Lý Ngang bỏ súng xuống, hắn đã hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt 100 thành viên băng đảng, việc Tamariadi chết do mất máu quá nhiều cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hiện tại, hạng mục công việc duy nhất cần phải xử lý chính là Santos Aquino, kẻ cũng bị sóng xung kích tác động, đang khó khăn thở dốc kia. Đạp, một chân Lý Ngang dẫm lên mu bàn tay của Santos, ủng chiến hơi dùng lực một chút, đã nghe thấy một tiếng rắc. Ngón út và áp út của Santos bị đạp đến gãy xương, mà Lý Ngang vẫn đang nghiến chân, nghiền chặt lên phần xương bị gãy của Santos. Tay đứt ruột sót, cơn đau kinh khủng ở phía dưới khiến cơ thể Santos cuộn tròn lại như một con tôm hùm, khuôn mặt đỏ bừng, hai mắt hằn đỏ trợn trừng lên, miệng mở to không nói thành lời. Lý Ngang chậm chạp nâng chân lên, khom lưng xuống, túm lấy cổ áo tây phục của Santos, lạnh lùng hỏi, nói tôi nghe xem, ông có giá trị gì? Tôi có rất nhiều tiền, tôi không quan tâm đến tiền. Lý Ngang lắc đầu. Liễu Vô Đãi cho hắn 30 vạn đô la Mỹ tiền mặt dùng rất lâu chưa hết, hơn nữa Santos cũng không mang theo nhiều tiền trong người. Anh của tôi là Cruz Aquino, cụ khụ, SWAT các cậu không phải là muốn bắt tôi để uy hiếp anh tôi sao? Santos nén cơn đau, cố gắng không hoảng sợ nói, anh ấy rất thương yêu tôi, tin tưởng tôi, chỉ cần các cậu đưa cho anh ấy xem video của tôi, anh ấy nhất định sẽ hoãn việc tấn công Marawi lại. Thật ngại quá, tôi không quan tâm chuyện này đâu. Lý Ngang nghiêng đầu, nhìn kỹ Santos, ánh mắt sắc nhọn của hắn không ngừng đảo qua đảo lại cái cổ, giống như là đang dò xét xem nên hạ doa từ góc độ nào. Tôi quen biết rất nhiều người quyền thế, cậu hiểu không, rất có quyền thế. Santos nuốt nước bọt, khó khăn nói, bọn họ là số ít những người thực sự đứng trên đỉnh kim tự tháp để cai trị, quản lý và đưa ra các quy tắc cho sự vận hành của xã hội loài người. Các nhà tài chính, các nhà công nghiệp, công ty độc quyền, nhà tài phiệt, các đầu sỏ, đại gia tư bản, các chức sắc hàng đầu. Tôi phục vụ họ đấy. Trong mạng lưới quan hệ này, họ chỉ cần cung cấp một chút tài nguyên vụn vặt cũng có thể giúp cậu một bước lên trời.
Ồ, Lý Ngang phải thừa nhận rằng hắn có một chút hứng thú với cái này, thờ ơ nói. Tôi không nghĩ rằng anh trai của một thủ lĩnh phiến quân rác rưởi ở một đất nước xa xôi lại có thể liên lạc với những người có quyền lực hàng đầu. Santos trong lòng thở phào, không dám nói dối, thành thật đáp, nếu như là trước kia thì đúng là không có khả năng. Nhưng mà nửa năm trước đó, lúc tôi đi du học ở Anh có quen biết một bạn học là người thừa kế trong giới thượng lưu, thông qua đó gia nhập vào một tổ chức xuyên quốc gia rất bí ẩn. Tổ chức đó tên là Hoa Quỳnh. Lý Ngang nheo mắt, lãnh đạm nói, nói tiếp đi. Santos nhổ khí độc ra, nén chịu đau đớn ở ngón tay, nói, cái tổ chức đó có lịch sử rất lâu đời, thành viên trong tổ chức phân bố rộng trên khắp thế giới, đều là những người có quyền lực tối cao. Loại như tôi chỉ là có liên hệ chút ít với một phiến quân đơn độc nào đó ở Philippines, tất nhiên là không có khả năng trở thành thành viên chính thức. Nhưng mà, Santos ngừng một chút rồi nói tiếp, những kẻ ở trên đỉnh cao kia lại luôn cần những kẻ ở tầng lớp thấp nhất giúp làm những công việc bẩn thỉu mà chúng không muốn tự ra tay. Lý Ngang nhíu mày, ví dụ như sản xuất hóa chất. Santos nói, là một thành viên vòng ngoài, tôi chịu trách nhiệm liên hệ với các thủ lĩnh băng đảng như Tama Riadi ở Philippines và giao cho họ sản xuất một hóa chất đặc biệt, có tên là Hoa Quỳnh. Sau đó Santos nói hết cho Lý Ngang biết những đặc tính mà sản phẩm phụ của Hoa Quỳnh có. Sản phẩm kém nhất tên là Hoa Quỳnh 1, là những thứ cậu nhìn thấy ở nhà kho tầng dưới. Tổ chức yêu cầu bọn tôi bán nó cho những độc trùng thấp kém ở dưới đáy của xã hội, chỉ cần phát tán, không cần phải kiếm tiền. Một sản phẩm cao cấp hơn có tên là Hoa Quỳnh 2. Điều kiện để chế tạo ra hóa chất này nghiêm ngặt hơn nhiều, mỗi lần chỉ có thể tạo ra được một lượng nhỏ, thế nhưng hiệu quả vô cùng mãnh liệt. Chúng được cất ở bên trong cái dương kim loại ngay sát tường phòng ngủ kia. Mỗi nhóm sản xuất ra Hoa Quỳnh 2 đều được phía tổ chức cực kỳ coi trọng, đều là người do họ tự sắp xếp. Nhưng tên đó vì chủ trương cá nhân mà tự hành động riêng, phá rối tổ chức, anh trai tôi mới được tới đây trợ giúp, tất nhiên là muốn cướp đi lô hàng hóa này. Lý Ngang ngắt lời hắn, nói, chờ chút, nếu như thật sự giống như lời ông nói, những kẻ có quyền lực thống trị kia yêu cầu các ông đi sản xuất Hoa Quỳnh 1 và Hoa Quỳnh 2. Vậy tại sao họ không sử dụng mạng lưới của riêng mình để thiết lập một vài nhà máy siêu lớn ở châu Phi hoặc Nam Mỹ, sau đó gửi tất cả hàng hóa đến mọi nơi trên thế giới? Sao lại phải giống như bây giờ, phân bố nhà máy rải rác ở khắp nơi? Yêu cầu duy nhất của tổ chức đối với chuỗi sản phẩm Hoa Quỳnh là muốn truyền bá, phát tán nó càng nhanh, càng hiệu quả càng tốt. Santos trả lời, do các yếu tố về địa lý và giao thông. Việc phân bố số lượng lớn các nhà máy chế tạo cấp thấp trên toàn thế giới sẽ có hiệu quả cao hơn về mặt thông tin liên lạc so với việc chỉ bố trí một vài nhà máy khổng lồ. Hơn nữa, điều kiện tiên quyết để tinh chế ra Hoa Quỳnh 2 là cần một lượng lớn Hoa Quỳnh 1 để luyện hóa. Chương 150, có ai muốn đâu? Vì vậy, mỗi lô Hoa Quỳnh 2 được sản xuất tại các nhà máy sản xuất cấp thấp đều có số lượng hạn chế và rất đặc biệt. Thì ra là thế. Lý Ngang đã hiểu rõ ngọn ngành, hỏi, lô hàng trong tay Tama Riadi này vốn là định đưa đến đâu? Santos do dự một lúc rồi nói, Ân Thị. Lý Ngang cụp mắt xuống, mặc dù hắn cũng đã dự đoán trước điều này, thế nhưng khi chính tay nghe thấy đáp án, trong lòng hắn vẫn hơi gợn sóng. Hứa Thác An, người đã chết ở trung tâm thương mại Long Hằng mười mấy năm trước, đến tận ổ độc trùng ở thành phố Marawi của Philippines. Hệ thống trò chơi chết chóc này dường như đang cố tình trèo dẫn Lý Ngang kết nối với cái gọi là tổ chức Hoa Quỳnh này. Cảm giác bị người khác dắt mũi như thế, đúng là vô cùng khó chịu. Khuôn mặt vô cảm của Lý Ngang làm cho Santos nghĩ hắn đang do dự trước khi giết người. Vị em trai của thủ lĩnh phiến quân kia vội vàng nói, tôi không lừa cậu, lời tôi nói đều là sự thật. Cậu xem cái ống nghiệm này đi. Bên trong chính là Hoa Quỳnh 3 mà chỉ có thành viên trong tổ chức mới đủ tư cách được dùng. Người dùng không chỉ có cảm giác như đang đi trên thiên đàng, còn có thể sở hữu rất nhiều khả năng đáng kinh ngạc. Cậu sẽ giống như siêu nhân vậy. Chẳng phải cậu là thành viên của SWAT sao? Chỉ cần cậu đảm bảo cho tôi sống sót, tôi chắc chắn sẽ tiến cử cậu với tư cách là một chiến binh ưu tú. Đến lúc đó, với sự thành công của lần đột kích tòa nhà này, cậu nhất định sẽ được thăng chức trong cơ chế của Philippines. Cùng với mạng lưới tài nguyên của tổ chức Hoa Quỳnh, trong vòng 3 năm, à không, chỉ 1 năm thôi, cậu sẽ có thể lên đến chức quan lớn ở thành phố Marawi. Thậm chí còn hơn thế nữa,
cậu còn có thể lộng hành khắp tỉnh Lanao Den Sur, thậm chí là cả Philippines. Lý Ngang không thèm nói gì, cúi đầu suy nghĩ về những thông tin mà đối phương để lộ ra. Santos chỉ là một thành viên bên ngoài phụ trách những công việc linh tinh, cấp độ trong tổ chức Hoa Quỳnh quá thấp. Còn không biết mục đích của những người đó khi sản xuất và bán các hóa chất đặc biệt trên phạm vi toàn cầu là gì. Mà bản thân Lý Ngang cũng không muốn tiếp xúc với tổ chức Hoa Quỳnh. Một tổ chức bí mật bao gồm các chức sắc hàng đầu và các nhà lãnh đạo quyền lực bậc nhất như thế, vậy mà lại cố gắng phân tán các hóa chất đặc biệt trên phạm vi toàn cầu. Không cần biết mục đích của họ là gì, chắc chắn không phải là vì muốn thế giới đoàn kết, muốn đưa nền văn minh nhân loại lên đến đỉnh cao, mà sợ rằng vẫn chỉ là trò chơi dã thú ăn thịt người. Tóm lại là đem cái nồi này vứt cho cục đặc sự là xong việc. Dù trời có sập thì cục đặc sự vẫn sẽ trụ vững. Làm cách nào để liên hệ với bọn họ? Lý Ngang trầm giọng hỏi, ông có phương thức liên hệ với thành viên của Hoa Quỳnh không? Cái này, Santos ngập ngừng, nếu tổ chức cần thì đương nhiên sẽ tự liên hệ với cậu. Còn về các thành viên khác thì tôi vẫn chưa chính thức gia nhập tổ chức nên cũng chưa thấy mặt thật của nhiều thành viên ngoài đời. Quả nhiên Santos cũng chỉ biết ba hoa bốc phét, rốt cuộc hắn vẫn chỉ là một chiếc găng tay trắng để làm những công việc bẩn thỉu. Không, chỉ sợ là hắn đến cái găng tay trắng cũng không phải. Trong mắt những kẻ quyền quý kia, giá trị của hắn chắc cũng chỉ bằng một cuộn giấy vệ sinh. Santos khéo nịnh kia nhìn theo Lý Ngang, bỗng nhiên, sàn nhà nhỏ tự nhiên rung lên. Lý Ngang theo phải xã khom người xuống, trong phút chốc nhận ra không chỉ sàn nhà, mà là cả tòa nhà này và các tòa nhà trong thành phố đều đang rung chuyển. Ầm 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 ầm, tiếng hỏa lực từ xa vọng lại rất rõ ràng. Ở bên ngoài thành phố, phiến quân đã bắt đầu tự mình phát động chiến tranh. Lý Ngang bình tĩnh liếc nhìn Santos, lạnh nhạt nói, xem ra địa vị của ông trong lòng anh trai ông cũng không cao như ông nghĩ đâu. Santos không dám tin mình nghe thấy tiếng hỏa lực. Trong đôi mắt kinh ngạc hằn lên tia máu, chờ đã, không thể như vậy được, tôi vẫn còn đang ở trong thành phố. Anh ấy không thể phát động chiến tranh được. Lý Ngang lắc đầu, bẻ gãy cổ của hắn ta. Trên mặt Santos vẫn còn đang vừa kinh hãi, vừa không cam lòng, Lý Ngang thản nhiên lấy đi cái ống nghiệm đổ đầy chất lỏng màu xanh lục tên là Hoa Quỳnh 3 ở trong túi hắn. Cùng với tiếng hỏa lực nổ vang trời từ phía xa, Lý Ngang đi ra khỏi phòng, cùng bốn thành viên của SWAT lắng nghe âm thanh từ ngoài thành phố. Anh Khiên nói đầy chua chát, chúng ta thất bại rồi, bỏ ra nhiều tiền như vậy, đã chết mất bao nhiêu anh em, cuối cùng vẫn không thể ngăn cản chiến tranh xảy ra. Lửa đạn một khi đã bắn ra thì không còn cái gọi là tình cảm anh em nữa, tất cả đều có thể cắt đứt. Ham muốn giàu có và quyền lực sẽ làm cho các thủ lĩnh của lực lượng rượt dây. Thôi thúc thủ lĩnh phản quân Cruz Aquino tiếp tục nổi dậy tiến công, cho đến một ngày gặp phải trở ngại lâm vào tình thế nguy hiểm thì mới thôi. Bốn thành viên trong lòng đều đã có chỗ bị trùng xuống, nhưng Lý Ngang lại lắc đầu, đừng nghĩ nhiều như vậy, các anh xuống lầu trước, đưa những đồng đội bị thương đến bệnh viện đi. Vậy còn cậu thì sao? Anh Khiên vô thức nói. Tôi thu dọn phòng an toàn một chút, lát nữa đến sau. Vì tin tưởng đồng đội nên bốn thành viên kia đã đi xuống tầng dưới để cứu trợ những đồng đội trước đây. Còn Lý Ngang thì quay lại phòng an toàn, cẩn thận lục soát. Một lượng nhỏ hàng mẫu của Hoa Quỳnh 2, vũ khí, đạn dược, đồ cổ, văn vật, còn có cả tiền mặt, vàng thỏi, cùng với sơ đồ quy trình sản xuất của hóa chất đều ở trong két an toàn. Lý Ngang trắng trợn vơ vét hết toàn bộ vật quý giá của Tama Riady, cảm giác giống như lục soát ăn trộm vậy. Khi quay lại phòng khách, hắn còn liếc nhìn tên thủ lĩnh bang phái kia một cái. Sức sống của Tama Riady cũng khá ngoan cường, tay chân đều đã đứt rồi, cả người đã nằm trong vũng máu nhưng vẫn còn giữ được chút tỉnh táo. Cứu, cứu tôi với. Tôi không muốn chết. Có ai muốn đâu. Lý Ngang lắc đầu, một chân đạp xuống cổ của hắn. Các bạn vừa nghe xong tập 15 của bộ truyện Người Chơi Hung Mãnh của tác giả Hắc Đăng Hạ Hỏa tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.